Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Câu lạc bộ Mau Mường huyện Tân Lạc đã tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và giữ gìn, bảo tồn, phát triển văn hóa Mau Mường. Thực hiện chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mau Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc, Câu lạc bộ Mau Mường huyện được thành lập ngày 26 tháng 11 năm 2021 do ông Bùi Hồng Bảo, xóm Ca Lạ, xã Phong Phú làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ là nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và lưu giữ các bài mau cổ, ghi chép sổ sách, truyền dạy cho thế hệ con cháu. Đồng thời, lựa chọn giới thiệu nghệ nhân thực sự xuất sắc và tâm huyết, đề nghị nhà nước xét công nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân. Hiện câu lạc bộ có 56 hội viên đến từ 15 trên 16 xã thị trấn trong huyện. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tổ chức lồng ghép các làn điệu dân ca Mường, các bài thơ, vè, tục ngữ, ca dao của người dân tộc Mường để tăng thêm nhiều nét sinh động, hấp dẫn cho câu lạc bộ, góp phần thu hút thêm các thành viên tham gia.